Sẽ đánh thắng trong trận đấu này mà. Tử Ương ngoan, phun ba với má một miếng có được không? Tôi là y tá gọi tới từ bệnh viện Gia Hòa. Ông xã cô Khương Dục Thành đã bị thương trong trận đấu, tình trạng rất nghiêm trọng. Con mau tới bệnh viện đi. Ông xã, anh đang trên đường tới bệnh viện, anh phải ráng cầm cự đó. Chúng ta đưa em đi khám thai xong á, anh sẽ chở em về nhà. Nhưng mà tối nay anh không ăn cơm với em được, anh phải về xưởng xe. Anh đừng đóng kịch trước mặt em nữa. Người phụ nữ đó là ai hả? Có phải là Thư Giang nói gì với em không? Làm ơn đi, em đừng có nghe nó nói nữa, nó là bậy thôi mà. Chính mắt nó đã nhìn thấy mà. Nó đổ quan cho anh đó. Sao khi không nó lại đổ quan cho anh chứ? Nó thích anh nên đổ quan cho anh. Nó suốt ngày nũng na nũng nịu tiếp cận anh. Nó nói với em nhiều chuyện như vậy cũng vì muốn chia rẽ chúng ta thôi. Anh nói bậy. Vậy nó có nói với em lúc lên đường với anh sung sướng biết mấy không? Anh là đồ đê tiện. Không phải anh đã quậy em gái em đó chứ? Bây giờ nó quậy anh trước mà. Bây giờ em bụng mang dạ chữa anh thì sao đây? Anh ăn chay hả? Khi tôi cảm nhận được cái chết đi ngang qua cuộc đời tôi, trong não của tôi đột nhiên xuất hiện từng cảnh tượng. Tôi rất hối hận. Thì ra cái chết chưa phải là kết thúc. Tôi thật sự thấy có lỗi với người tôi từng yêu. Có thể cho tôi thêm một lần cơ hội không? Bảy năm sau. Chào buổi sáng ba. Ồ, xuống rồi đó hả? Ừ. Nè, ba đã làm bữa sáng rồi đó. Ờ. Ba, ba lại quên tắt máy nấu cà phê nữa rồi. Không phải là ba quên tắt đâu, ba để lại đó cho con làm mà thôi. Nè, gia đình bà chủ nhà con chưa xuống đây nữa. Con à, hôm nay ngày đầu tiên con đi làm, đừng nên tới trễ đó. Mau lên đi. Con mang giày xong sẽ xuống ngay. Ờ, mau lên đó nha. Ừ. Chào buổi sáng, sáng nào cũng phải kêu. Chào gì gì hết. Xin chào. Xuống rồi, vậy đi thôi. À, đi thôi. Trời ơi, con lề mề thiệt đó. Sư phụ Khương à, cậu biết Khi Thần hôm nay chuyển chỗ mới làm rồi đúng không? Tôi biết rồi mà. Hôm qua con 4 giờ 15 phút chiều đã gửi tin nhắn địa chỉ bản đồ lộ trình đường đi về những con đường gần đó cho anh Khương. Nhưng mà anh chỉ trả lời con một câu. Ok là được rồi, chứ con muốn tôi gửi gì cho cậu nữa. Đi thôi, trễ giờ rồi. Con à, lát nữa con vừa tới trung tâm y tế, nhớ phải nhắn tin cho má biết đó. Ừ. Carmen à, loại bảo hiểm nhà ở mà cô nói có tính luôn những đồ cá nhân trong đó. Nhưng loại đó không phải là sản phẩm của công ty tôi. Nếu cô muốn mua loại đó, tôi kêu bạn tôi gọi cho cô nha. Chu Gia Bân. Chu Gia Bân, con mau thức dậy đi. Được rồi mà. Chu Hạnh Nhi, con làm bài xong chưa? Dạ rồi. Đưa cho má coi coi. Quà tặng hình ảnh. Đau quá. Con đừng ở đó cười người ta nữa, con tự mình coi đi. Sự việc trời đẹp có bị đảo ngược hay không kìa. Sửa lại đi.
có chân bánh bao và xíu mại nè, ăn trước rồi hãy đi. Chà, hấp dẫn quá chị. Má ơi, anh hay ở giờ quá. Vậy hả? Ê, con khoan ăn đã, trễ giờ rồi. Lên xe mới ăn đi, xe tới đón rồi đó. Nhanh lên, dẫn cặp đi con. Không thành vấn đề. Lâu ra hả? Không có gì. Đăng ký khóa học ngoài giờ dì đã ký tên xong. Còn tiền đóng thì dì chuyển khoản cho con luôn rồi. Con tự kiểm tra lại nha. Ừ, cảm ơn. Má ơi, tụi con đi nha. Nè. Mấy đứa trẻ bọn con sáng nào đi học cũng giống như đánh trận vậy đó. Con hư quá đó nha. Suốt ngày cứ luôn bày trò còn tự mình chụp hình nữa chứ. Con lại có bính mới hả? Có đẹp không? Đẹp. Suốt ngày đòi bà nội mua đồ cho con. Dì Thư Văn tặng cho con. Con gặp dì Thư Văn hồi nào? Con không nhớ nữa. Trả lại điện thoại cho má đi. Đeo cặp vô nè. Bye bye. Ừ, bye bye. Ba làm xong bài tập chưa? Ba ôn bài chưa? Alo. Laura. Thật ngại quá, mới sáng sớm đã gọi điện phiền cô rồi. Chuyện gì vậy anh Trần? Tim của tôi thấy khó chịu lắm, gần như thở hơi khó khăn thì phải. Tôi sợ bệnh tim của tôi tái phát. Tôi muốn cùng với cô đi khám bệnh có được không? Dạ được chứ, không sao đâu. Anh thường khám ở phòng khám nào? Tôi hay khám ở chỗ bác sĩ khoa tim tên là Lưu Khải Dương. Tôi gửi địa chỉ cho cô nha. Dạ được. Trung tâm y tế Dật Kiện. Sao lại trùng hợp ở phòng khám Thư Văn đang làm? Sarina, mau nghe điện thoại đi. Vì lý do sự cố hệ thống tín hiệu, toàn tuyến xe tàu điện ngầm tạm ngưng hoạt động. Tuyến xe tới Quang Đường, mỗi tuyến 8 phút có một chuyến. Xin hành khách xem xét sử dụng phương tiện khách để di chuyển. Nếu có bất tiện, xin hãy thông cảm. Sarina, tôi có chuyện muốn cô giúp, cô mau trả lời tôi đi. Ê, nè, anh à, tôi đón xe trước mà. Cô đón trước hồi nào chứ? Mình cùng chia tiền taxi chịu không? Nè, tôi không cho anh đi, anh cũng đâu có đi được. Vậy cô muốn đi đâu? Quang Đường, có cùng đường không? Thôi cũng được. Nè, ngồi xích vô chút đi. Nè, trời ơi, cô làm gì vậy? Ba người ngồi ghế sau chật lắm. Cô lên ghế trước ngồi đi. Tôi sợ ngồi ghế trước lắm. Được rồi, khỏi cãi nữa, tôi ngồi chứ. Cảm ơn nha. Quang Đường đúng không? Phải đó, tài xế chạy được rồi. Trung tâm y tế Dật Kiện. Tôi ngủ tới nửa đêm thì đi vệ sinh, nhìn thấy quần lót dính máu. Tuy là máu không nhiều, nhưng tôi sợ bé trong bụng có chuyện. Tôi lại không muốn ở phòng cấp cứu đợi, vì vậy sáng sớm đã gọi điện cho cô. Không sao đâu, làm trong khoa phụ sản thì phải luôn sẵn sàng trong 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hôm nay lịch hẹn thật sự có hơi dày đặc, cho nên mới muốn cô tới kiểm tra trước khi phòng khám mở cửa. Đứa bé trong bụng sao rồi? Đứa bé rất khỏe mạnh, nhịp tim còn đập rất mạnh nữa. Bác sĩ Phương, cô cũng biết rồi, trước đó vợ của tôi đã từng bị sảy thai một lần, cho nên tâm lý có một chút ám ảnh, cho nên mới đặc biệt khẩn trương như vậy. Bé trong bụng nghe được ba và má khẩn trương, có nhìn thấy tay cô bé cử động hay không? Hai người có thể yên tâm rồi. Tôi xin lỗi bác sĩ Phương, vì tàu điện ngầm gặp sự cố nên tôi tới trễ. Tôi xin lỗi. Xin lỗi nha. Đúng vậy. Chào buổi sáng chị qua. Chào buổi sáng. Được thôi, không thành vấn đề. Lát nữa gặp, bye bye. Cà phê của cô nè. Phải rồi bác sĩ Phương, vừa nãy có bệnh nhân khám vào buổi sáng gọi điện thoại tới nói gặp sự cố giao thông nên tới trễ một chút. Bác sĩ Phương, tôi có mua ly cà phê cho cô. Hồi nãy tôi dùng về bất cẩn, xin lỗi cô. Y tá Thôi, cô có thời gian đi mua cà phê hả? Tôi nhờ Mandy mua giùm. Thân là cấp trên của cô, tôi kiến nghị cô đem thời gian của cô và tâm tư đặt vào trong công việc trước đi, được không? Tôi xin lỗi.
Cái mà tôi không muốn nghe không phải là xin lỗi mà là ok. Đặc biệt là xử lý những việc liên quan tới bệnh nhân, không thể cứ dụng về bất cẩn như vậy được. Chúng ta thân là nhân viên y tế, có một chút sơ ý bất cẩn thôi cũng có thể xảy ra án mạng đó, biết chưa? Tôi xin lỗi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Ừ. Nè, sáng nay chị hai cô có gọi cho tôi. Cô nói lát nữa sẽ cùng khách hàng tới phòng khám y tế chỗ cô đang làm để tìm bác sĩ Lưu khoa tim gì đó. Cô đoán cổ sao lại cố tình nói cho tôi biết làm gì chứ? Nhưng mà tôi nói thiệt đó, cô bận quá chừng cũng chưa chắc có thời gian tiếp đãi cổ đâu. Tôi xuống dưới lầu kiếm gì đó ăn. Bệnh nhân có tới thì cô gọi điện cho tôi. Cà phê của cô. Tại sao không đi theo bản đồ? Đúng đường rồi, đường này đi nhanh hơn mà. Tại sao không đi theo bản đồ chứ? Anh lái nhanh quá rồi đó. Chở cậu tới đó sớm một chút, để cậu làm quen với hoàn cảnh, thoải mái một chút, đừng căng thẳng quá mà. Tôi không phải muốn thoải mái, tôi chỉ muốn đi làm thôi. Tóm lại cậu nghe tôi nói, lát nữa sau khi cậu tới chỗ làm rồi, gặp phải mấy thứ cậu không thích, không thoải mái thì cũng đừng nói quá nhiều. Hả? Ok. Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Không phải cô đó chứ. Cô tránh chị hai cô, tránh tới đi chỗ khác luôn hả? Tránh cái gì chứ? Là bệnh nhân chưa tới nên tôi xuống mua đồ ăn sáng thôi. Nè, ghét thiệt á, có cần quý rủ tới vậy không? Đời người không phải chỉ có làm việc không thôi, dĩ nhiên phải hưởng thụ một chút rồi. Nếu không thì sau này chết đi sẽ thấy không đáng chút nào. Còn nữa nha, không lẽ giống như hai chị em cô sao? Gặp mặt nhau lúc nào mặt cũng hầm hầm, chẳng hiểu là bị cái gì nữa. Gì chứ? Tại chị ấy không muốn gặp tôi thôi. Cậu không sao đấy chứ? Không sao, nhưng mà anh đang lái rất nhanh đó. Anh có lộn không vậy? Lái xe cái gì vậy? Nè anh bạn, hình như là anh lấn tuyến thì phải. Tôi đang chạy thẳng mà. Anh nhìn thấy tôi thì né giùm cái cũng được sao? Giờ anh muốn sao đây? Chờ tôi một chút đi mà. Bây giờ sao? Báo cảnh sát đi. Chứ giờ sao? Thì báo đi. Anh chạy kiểu gì quá đáng thiệt chứ. Nè, làm gì vậy? Nè. Tôi lấy đụng xe sợ tới nỗi bệnh tim tái phát đó chứ. Nè, anh có sao không vậy? Nè, anh mau dìu bạn của anh ra xe trước. Ờ, được. Nè, cậu không biết được là bậy đó. Gọi xe cấp cứu đi. Không kịp đâu. Bạn của anh không phải bệnh tim. Anh chỉ bị hốc thức ăn thôi. Nhưng mà hốc thức ăn có thể dẫn tới ngập thở. Khi não lớn thiếu oxy vượt quá 4 phút, tế bào não sẽ dần chết đi. Wow. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Chị hai, em xin lỗi. Anh rể và đứa bé trong bụng. Tại sao lại là em? Chị nói gì vậy? Về đi. Chị không muốn nhìn thấy em. Không sao đâu. Không sao đâu.
Nè, cô về phòng mạch chưa? Lúc nãy chị cô lại gọi cho tôi, nói là cô không khỏe đó, không đi với khách được rồi. Cô ít khi thất hứa lắm, không liên quan đến cô chứ. Làm phiền xuất trình giấy chứng minh để đăng ký. Ok. Trước đó từng khám qua chưa? Có. Điện thoại di động. Bác sĩ Phương. Ừ. Xin lỗi, tôi là bác sĩ Phương Thư Văn. Lúc nãy Laura gọi cho tôi, nói là không khỏe, không thể lên đây, nhờ tôi tới giúp anh đó. Cảm ơn cô nha. Bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu, dẫn người bạn đến cho anh khám. Nhưng lát nữa tôi có cuộc hẹn, có thể khám cho anh trước không? Được thôi, cho anh vào đi. Được, cảm ơn nha. Cảm ơn cô nha. Không có chi. Bây giờ đã huyết áp cho cô trước, thả lỏng là được. Chị Hoa ơi, bác sĩ Cổ phản hồi chưa? Chưa, chưa thấy trả lời. Ngày đầu là chơi trò mất tích rồi. Anh đáng bác sĩ anh tìm về, đúng là biết tạo bất ngờ lắm. Một, hai, thêm cái nữa. Một, hai. Cần có tiết tấu. Khi ngồi lên, cái eo phải quay trái và phải, hiểu không? Hai người làm tốt lắm. Nè, lại yếu nữa rồi. Phải vậy chứ. Anh Kiệt, đợi chút nha. Có chuyện gì? Bây giờ dạy học sinh vậy đó hả? Phải có tiết tấu đó, không biết không? Nè, Kỳ Kỳ, không cần làm sao? Tập dữ dội vậy, muốn mọi người thất nghiệp hả? Thầy huấn luyện không phải không muốn dạy cô. Cô nhìn kìa. Phong à, có chuyện hỏi giùm tôi. Chơi thì được, đừng quá nghiêm túc. Nè, có nhìn thấy ở đây nhiều học sinh lắm không? Nói chuyện chừng mực một chút. Tôi cũng là cổ đông mà, nói một câu không được sao? Khương sư phụ à, cậu đưa con trai tôi đi đâu rồi? Tại sao phòng mạch gọi qua người liên lạc khẩn cấp, hỏi con trai tôi tại sao không đi làm? Tôi gọi cho nó thì không bắt máy. Cậu cũng biết rồi, con trai tôi hơi khó gần với người lạ mà. Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm được anh ấy. Cậu đứng ở đây làm cái gì chứ? Tôi ở khu này làm 4 năm 4 ngày. Tại sao phòng mạch ngưng hoạt động? Phòng mạch ngưng hoạt động cũng chịu thôi. Tôi đã hứa với bà Trần là luôn khám bệnh cho bà ấy mà. Khu này không phải chỉ một mình cậu làm bác sĩ đâu, hiểu không? Tôi không thích quyết định này của giám đốc. Cậu chỉ nói chuyện với tôi có 4 phút là quyết định điều tôi qua phòng mạch khác. Chỗ đó rất nhiều người, tôi không thích tí nào. Từ từ rồi cậu cũng sẽ quen thôi. Hay là lấy luôn cái bản này qua cùng với cậu, như vậy sẽ an tâm hơn nhiều, đúng không? Nè, đi thôi, đi thôi. Cô đừng cứ lo làm hoài, đã kêu cô tối nay ra đây rồi mà. Tôi vừa mới đỡ đẻ cho người ta xong mà tôi muốn chết luôn rồi. Tôi gọi cô là muốn hỏi cô khi nào linh phụ tôi chứ. Nhìn kia, cánh cửa của cái tủ đã bị lỏng rồi. Được rồi, được rồi, cô đừng đi tới đi lui nữa, tôi chóng mặt lắm. Người giúp việc nghỉ rồi, trong nhà rối tung lên à. Tôi thấy tôi nên tìm người đàn ông về chăm sóc cho cô thì hay hơn. Cô làm ơn có thể nói những chuyện hữu ích hơn có được không? Giới thiệu bạn mới quen cho cô nè, Benjamin. Hi, tôi là Benjamin. Hi. Tôi không phiền cô nữa, cô chơi vui vẻ đi ha. Bye bye. Con nhóc nhỏ này thì ghét quá đi. Nè, cho má hôn một cái coi. Làm bài tập xong chưa? Con làm hết bài tập chưa? Đem bài tập cho má coi đi. Đi. Rớt dép luôn rồi nè. Được rồi, mau đem cho má coi đi. Canh hạt sen bách hợp, hầm thịt nạc bồi bổ cho mát lại đi. Cảm ơn má nhiều nha. Sao nói làm công việc đó thời gian dao động lắm mà. Sắp xếp cho mình về sớm đi, tiền thiên hạ này làm sao mà kiếm hết được. Để coi coi. Anh hai khó nghe quá.
Phải rồi Chu Gia Bân à, hình như lâu rồi dì không thấy con ôn bài đó. Có ôn hay không thì cũng vậy thôi. Con gái, để má nhìn cái coi. Tại sao dạo này hay sửa soạn đẹp quá vậy? Không phải con đi gặp ai đó chứ? Con trai hả? Con đã thích lớp trưởng rồi. Hả? Sao con biết là đã thích lớp trưởng rồi? Thì là nói chuyện với anh ấy rất vui, trái tim đập rất là nhanh. Cái gì? Tim con đập nhanh lắm hả? Má dẫn con đi bác sĩ khám nha. Nữa hả? Con khỏe hẳn rồi. Được rồi, được rồi. Nè, má nói cho con nghe nè. Con là bạn nhỏ, mà bạn nhỏ thì không biết cái gì là thích đâu, có hiểu không? Ai ai cũng hiểu cái gì là thích, chỉ có má không hiểu. Sao má lại không hiểu chứ? Bởi vì má không có bạn trai. Con coi thường má có phải không? Là má chưa nói rõ với con, má không muốn con có bạn trai thôi, có biết không hả? Bác sĩ Cổ, hoan nghênh cậu. Tôi là tổng giám đốc chấp hành ở đây, phụ trách khoa tâm thần. Một tuần có 3 ngày ở đây trực khám. Xin được chỉ giáo. Chuyện hôm qua bác gái đã gọi nói với tôi, hy vọng chuyện như vậy sau này đừng xảy ra nữa. Phòng khám này trước đó bác sĩ Bằng dùng, anh đã nghỉ hưu rồi. Tôi đã cho người dọn sạch sẽ rồi và sắp xếp y tá Dương hỗ trợ cho cậu. Xin chào bác sĩ Cổ, tôi là y tá Dương, anh có thể gọi tôi là Mandy. Lát nữa sẽ giới thiệu luôn các đồng nghiệp khác cho cậu. Có thể bắt đầu khám bệnh rồi. Vậy không làm việc cậu nữa. Làm ơn. Y tá Thôi, đây là thông tin của bệnh nhân, làm phiền cô theo dõi. Anh làm gì vậy? Nè, hai người... Hai chúng tôi 7 năm trước. Anh nhận làm người rồi, tôi không có quen anh mà. Bye bye Khương sư phụ. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thôi, học sinh tháng này lại ít đi rồi. Lại là thằng Quý Vinh. Đúng là cái thằng trời đánh mà. Không có chúng tôi làm sao mà có nó được. Hội quyền nhỏ như mình làm sao mà cạnh tranh với hội quyền lớn được chứ. Vậy sau này tính sao đi? Trước đó đã nói phải quảng cáo nhiều vào mà. Còn nói hay lắm. Quảng cáo khỏi tốn tiền hả? Bà à, bà đừng quê mùa nữa. Giờ làm trên mạng đơn giản lắm đó. Mấy người các anh đang nằm mơ hả? Anh nói cái gì vậy? Anh không muốn làm tốt cái hội sao? Anh muốn nói gì đi? Nghĩ lại lúc trước, lúc chúng tôi hùng tiền mua chỗ này để mở hội quyền, không nghĩ tới khó kinh doanh như hôm nay. Tôi không muốn phí thời gian, nhưng lúc nhà đất đang lên giá, hay là bán nó đi, mọi người cùng nhau chia tiền. Tôi không tán thành. Chị dâu, khuyên chồng chị đi, cố chấp quá. Ủa, sao đông người vậy? Ừ, sao cô lại lên giờ này vậy? Phải, tôi muốn đăng ký cuộc thi, hễ rảnh lên đây tập luyện. Các anh thấy không tiện hả? Không, cô cứ tự nhiên đi. Được thôi.
Một đứa hai đứa chỉ phí thời gian thôi. Anh nói cái gì vậy? Nè, đừng nói nữa, đủ rồi mà. Nè, đi ăn trưa thôi ông xã, đi chung đi. Nói xong rồi hãy đi. Nè, để cho người ta tiêu quá có được không? Anh đừng có diễn nữa. Thật lòng anh cũng dạy cho có thôi. Tôi chưa từng dạy kiểu như vậy. Anh không có dạy như vậy. Tôi cũng cảm nhận được là anh hết ý chí rồi đó. Tôi nói cho anh nghe, làm người đừng nên quá đáng quá. May là cô ở gần đây. Tôi về công ty nè, có tòa gì để tôi giao luôn không? Không cần, tôi kêu thư ký xử lý rồi. Sao cô lại rảnh rỗi vậy? Bị khách hàng cho leo cây. Nè, chút nữa tôi định đi tập yoga, cô đi chung nha. Dĩ nhiên là không, tôi tranh thủ làm cho xong về với con gái còn hay hơn. Cuộc sống không phải qua vậy đâu. Nè, cô tàn rồi, bảo hiểm không đền đâu. Làm ơn, cô để lại không gian riêng cho bản thân, thả lỏng một chút đi. Tôi không có giống như cô, nhà tôi có già có trẻ cần phải nuôi đó. Hạnh Nhi cũng đâu còn nhỏ. Còn nữa, thằng Chu Bân đó là ông chồng và người vợ cũ đẻ mà. Cô đâu cần nuôi nó, cô kêu nó về Thượng Hải theo má nó là được rồi. Thôi được rồi, được rồi. Nè, người này không tệ đó. Cái nào được đây? Cái này được hơn đó. Cô gái trẻ. Chọn cái này thử xem. Sao lại có người như vậy chứ? Được không? Gạt những cô gái trẻ. Thế giới này ai gạt ai cũng còn chưa biết. Để đeo thử cái này coi. Lấy cái này đi hơi. Được rồi, phát tờ rơi thôi. Phát tờ rơi, có thời gian lên ủng hộ nha, làm ơn. Quyền Tây Dương và Quyền Thái cũng có hết nha. Xin chào, chúng tôi là hội Quyền Nhiệt Quả. Đánh boxing cũng phong cách quá ha. Có thời gian nhớ lên chơi nha. Nè, cái người này sao giống gã đàn ông già lúc nãy vậy? Bao nước không? Được đó. Xong việc. Nè, bác sĩ mới nãy hơi trầm một chút, nhưng khám bệnh cũng nhanh lắm chứ. Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì chúng ta có thể tăng ca đúng giờ rồi. Cô nghĩ bác sĩ Cổ và bác sĩ Phương có quan hệ gì đây? Hai người còn đang nói về đề tài này hả? Anh biết hả? Về trước đi. Làm phiền giúp tôi tìm bác sĩ Thư Văn. Cô à, thật là xin lỗi, chúng tôi tăng ca rồi. Cô có đặt hẹn trước không? Còn nói nữa, tôi gọi biết bao nhiêu cuộc gọi tới đây cũng không chịu xếp lịch cho tôi. Cô là Angela đúng không? Đúng rồi. Thành thật xin lỗi, trong tháng này bác sĩ Phương đã kín lịch hết rồi. Cô muốn theo dõi bác sĩ quen không? Chính vì tôi không thích bác sĩ đó, nói với mấy cô cũng phí sức. Bác sĩ Phương có ở trong đó không? Nè cô ơi, không có trong đó được đâu. Gặp được cô thì tốt quá. Tôi đang gấp. Không phải, cô nghe tôi nói trước đã. Chu En nói với tôi là cô giỏi lắm. Lúc tình trạng cô ấy không tốt, bác sĩ nào cũng kêu cổ sinh mẫu là còn nguy hiểm nữa. Nhưng sau khi được cô giúp đỡ, không chỉ sinh thường mà tròn con vuông, Thư Văn cô nhất định phải giúp tôi đó. Chưa đặt lịch hẹn, cô tìm y tá đi. Nè, Thư Văn, tôi lên tận đây rồi, cô cứ khám cho tôi trước đi. Có phải vì chuyện tiền bạc không? Tôi trả thêm gấp đôi, gấp ba. Thôi khỏi nói nữa. Thư Văn à, tôi hạ mình năn nỉ cô đó. Có phải cô vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa của cô và chồng tôi không? Có phải vì vậy nên ngại không? Y tá Dương, bye Thư bye. Văn à, tôi có hẹn bạn rồi. Thư Văn. Chúng ta có hẹn hồi nào? Có phải cô nhớ lại 7 năm trước chúng ta... Đừng nhắc lại chuyện 7 năm trước nữa. Anh coi như mình mới quen đi. Tại sao mới quen biết mà cô đã khoác tay tôi đi về?
Rốt cuộc cô muốn làm bạn với tôi hay là không muốn? Không muốn. Cô nói dối. Đừng đi theo tôi. Tại sao cổ làm vậy với tôi? Tôi bầu bí nặng nề cũng đi năn nỉ cổ nhiều lần. Cô đã làm mẹ chắc cũng hiểu mà. Tôi vì đứa con, thật sự không hề ngại gì hết. Nhưng cổ vẫn quá tuyệt tình, nhất quyết không đỡ đẻ cho tôi. Hai chị em cô đều không giúp tôi. Vậy mà tôi còn giới thiệu nhiều bạn bè mua bảo hiểm của cô. Cô dông ơn bội nghĩa lắm đó. Hay là để tôi giúp cô tìm nó hỏi lại đã. Nhưng cô cũng biết tính cách của nó rồi mà. Nói chung bây giờ tôi nhờ vào cô đó. Thư Dân, sao chị lại ở đây vậy? Angela nhờ chị tới nhờ giả em. À, cổ là khách mua bảo hiểm của chị. Em và cổ là bạn học với nhau. Em coi như chị xin em giúp cho cổ đi. Chị hai nè, Hồng Kông không phải chỉ có mình em là bác sĩ phụ sản đâu. Bớt chút thời gian cũng không được sao? Coi em có chịu hay không thôi. Em không giống như chị đâu, luôn luôn mất được thời gian ra cho người ta. Về vấn đề này chúng ta đừng cãi thêm nữa. Có phải vì chồng của cô ta không? Hồi nãy chị nhìn thấy em bước xuống từ xe của anh ta. Hai người có quan hệ gì? Sao em lại ở trong xe của anh ta? Em bước xuống từ xe của anh ta chứng tỏ được điều gì? Không lẽ chị nghĩ em làm gì bậy sao? Vì trước đây em cũng từng hẹn hò với David. Bây giờ em lại không chịu giúp vợ người ta đỡ đẻ. Em nói người ta sẽ nghĩ gì đây? Với lại tại sao khuya như vậy em còn đi gặp người ta? Em không biết kiêng kỵ gì hết sao? Có lần nào chị tin em đâu. Chúng ta có thể bình tĩnh lại để nói chuyện được không? Được. Em cũng không muốn thành người đanh đá cãi nhau giữa đường với chị. Cũng lại là em đúng. Chị sai hết. Trước giờ đều là chị tránh mặt em. Người không muốn nói chuyện với em là chị nha. Anh có bộ nhí bên ngoài phải không? Có phải Thư Giang nói gì với em không hả? Nè, em làm ơn đi, em đừng có nghe nó nữa, nó phá chúng ta thôi mà. Nó đã tận mắt chứng kiến mà. Nó vu khống anh đó. Tại sao khi không nó lại làm như vậy chứ? Thì nó thích anh nên mới làm vậy thôi. Nó suốt ngày nũng na nũng nịu để tiếp cận anh. Nó nói với em nhiều chuyện như vậy cũng vì muốn chia rẽ chúng ta thôi. Anh nói bậy. Hai người tổng tài bây giờ đang trên đường tới hiện trường tai nạn giao thông, nhưng mà trước mặt đang bị bể ống nước, giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Xin đừng là chị mà. Cứu tôi với. Chị hai. Chị hai, vậy sao rồi? Chị có cử động được không? Anh Quy sao rồi? Em sẽ giúp ảnh mà. Chị để em giúp chị đã. Cẩn thận nha. Cẩn thận, từ từ thôi. Cẩn thận nha chị hai. Cứu ảnh đi. Chị ráng chịu đựng nha. Mau cứu ảnh đi. Chị hai, chồng của chị sao rồi? Em xin lỗi. Chị phải sinh rồi.
cố lên nữa. Đi cố lên. Chị xin rồi. Chị phải cố lên. Tôi là bác sĩ thực tập của bệnh viện Gia Hộ. Thưa cô, có phải cứ vài phút là cô lên cơn gò? Tôi phải xin rồi. Không sao, không sao đâu. Không sao đâu. Tôi sát khuẩn bàn tay cái đã. Cô giúp cô ấy cởi quần dài ra. Thưa cô, bây giờ tôi giúp cô kiểm tra. Bụng cô rất to. Có phải cô đang mang song thai không? Để tôi giúp cô kiểm tra cửa mình. Anh chỉ là bác sĩ thực tập, anh đừng có làm bậy đó. Lúc tôi chạy tới đây, ngoài đường đang kẹt xe vì bể ống nước, nước bị ngập. Xe cứu thương không tới ngay được đâu. Đầu của em bé đã ra tới cửa mình. Chúng ta phải giúp cô ấy đỡ đẻ ngay. Cứu hai đứa con của chị. Chị hai, em mới chỉ vào khoa phụ sản, em cũng chưa đỡ đẻ cho ai. Ở đây không có dụng cụ gì hết. Hơn nữa chị lại còn mang song thai, sinh thường sẽ rất nguy hiểm. Cứu chị với. Anh từng đã đẻ rồi hả? Tôi có học qua. Bây giờ chúng ta làm theo trình tự. Cô mau đi tìm cái khăn lớn. Giờ 5:04. Chị hai, cố lên, sắp được rồi, sắp ra rồi, cố lên đi. Sao rồi? Em bé không khóc. Không có mạch đập, phải cấp cứu cho em bé ngay. Cứu nó, cứu nó đi. Chú nhất định sẽ cứu được con. 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 Đã làm theo trình tự, tại sao vẫn không cứu được? Chỗ nào đã làm sai chứ? Chỗ nào đã làm sai? Chỗ nào đã làm sai? Chỗ nào đã làm sai? Anh làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Nè, anh làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Đừng mà. Đừng mà.明明在身边，其实能望见，偏要当作未见。自那天突然陌生的冷线已经多少次上演，明明是污点。
其实谁愿见撕破尴尬场面，多少个七年才可笑着来站到你面前，就像任何热爱失去那时才挂念，日后同到每天各自承诺过太想兑现，回头原来是我伤不起，临行其实我想拥抱你，圆满你人赢尽了天地，还是太伤悲，求何原来是我输不起，垂头流泪眼光收不起，爱难道要经得生死才学会爱惜，这幸福像空气。Ngày 21 tháng 12 năm 2012, vụ tai nạn giao thông ở Đại Bố khiến 3 người chết, 2 người bị thương. Có ai còn nhớ vụ này không? Có phải đây là tai nạn do con người làm? Ai là hung thủ thực sự?圆满你能赢尽了天地，还是太伤悲，投降原来是我输不起，垂头流泪眼光收不起，爱难道要经得生死才学会爱惜，这幸福像空气。原来是我伤不起，临行其实我想拥抱你，愿望你能赢尽了天地，还是太伤悲，投降原来是我输不起，垂头流泪眼。